Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì mình có cắm ở đây một số câu nha bạn. Bữa nay mình không có đi cắm, không có đi thăm lưới gắn nha bạn. Không gài thăm dính ít quá nên này mình bỏ chắc cỡ 3-4 ngày mới có thăm nha bạn ơi. Dính quá trời yếu rồi. 3-4 ngày mình lỡ có dính nhiều thì ăn nhiều rồi mấy bạn ơi. Chứ giờ không có văn lưới thêm nữa nha bạn. Thì sáng hôm nay mình có rảnh nên mình có test ở ngoài cái mương này. Nó cỡ khoảng 15 cần câu, 15-17 cần chứ, 17 cần cắm câu cò nha mấy bạn. Để mình ra mình thạch thử nó có dính không, có dính mình test cho mấy bạn xem ha. Thì cắm câu cò thì đơn giản mấy bạn ơi, chỉ một cái lưỡi câu với một con dây nha mấy bạn. Với nồi cá đây mình bỏ theo, có đem mấy con cá mà ngồi theo nha mấy bạn. Nó có dính được mình thay nha mấy bạn. Rồi giờ mình đi ra nha mấy bạn. Ra coi nó có dính không nha mấy bạn. Ở này nói chung nó săn bắt nó gắn nó cũng hơi gặp khó nha các bạn. Nó muốn hết mùa rồi nên dùng mình quá yếu. Giờ mình chuyển qua mình cắm này thử coi có dính không, mình test các bạn xem ha. Này đánh bắt nó cũng đánh bắt cò. Đây một chú nè các bạn thấy không, đó đó. Một con nha mấy bạn. Mình cắm đây ra cái mương này nha bạn. Sao im ghe chừng mấy bạn ơi, sao như dính một con nó quậy quá, mấy con kia nó bay hết hay gì mấy bạn ơi. Sao dạy ngoài mình thấy im ghe nha các bạn. Tình hình của bộ con này đừng nói con một à. Đây đó, ngay cái cấp bờ này thì mình đón nó hay xuống mấy cái mương cá của người ta, nó ăn cá nè mấy bạn. Cho nên mình cũng móc mồi cá nha các bạn. Đây mình cắm đây từng nữa nè các bạn. Tại ngay cái góc này mình cắm gì nhiều khi nó xảy nữa nha các bạn. Cò nó ăn nó cũng dãy lắm các bạn. Nhiều khi nó mổ con cá nó dãy dãy nó khôn đó các bạn. Nó dãy dãy sức mồi cái nó mới ăn nha các bạn. Đây một chú. Rồi các bạn nhìn đã không? Mấy bạn đó giờ có trải nghiệm thử cắm câu cò này chưa mấy bạn? Mình cũng mới làm thử nghe các bạn. Mình tại mình đi hổm gài mình thấy nó cũng có bài lai gai nè. Cái quê mình cỡ này đồng lúa người ta xạ hết, cái nó không có mồi ăn mấy bạn. Cái nó ra ngoài mấy cái nó ở với mấy mương nha bạn. Đó mấy bạn thấy xa xa bài chảnh không? Sao thấy im ghê các bạn, thấy con này ta. Để mình đi dài ra ngoài coi nghe mấy bạn. Tại mình cắm đây ra tuốt ngoài đó là nghe các bạn. Đây. Các bạn thấy đó. Đó. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Mình xử lý con cò này xong rồi mình móc mồi lại. Rồi mình đi dài ra ngoài nha mấy bạn. Nếu có dính thì mình test cho mấy bạn xem tiếp. Rồi nãy giờ mình lội nguyên khúc rồi nè các bạn. Nguyên khúc nãy dính con đó đầu bờ đó nó nghe bạn. Ăn trước này cũng có mấy cần nữa nghe bạn. Mình test thẳng dài tới nè. Ăn trước mình thấy có dính nghe bạn. Nó nhảy nhảy lên cần trước mấy bạn thấy không. Đó, cái đường hơi khó đi, mình đi từ từ nha các bạn. Đó, ấn trước mình thấy có dính còn hai con mấy bạn ơi. Đây nè, mình cắm đây cần mấy bạn thấy nó lôi mồi mình không mấy bạn. Để mình sửa lại nha các bạn. Nó khôn mà nó lôi mồi mà nó không ăn đó nghe mấy bạn. Nhìn thấy dây mình nè, nó không ăn, để mình xử lý nó lại nha các bạn. Rửa rửa mồi cho sáng lại nha các bạn, rồi mình để gì đó. Đó, mình nhắn nhắn nè mấy bạn. Nhắn nhắn cho dây nó chỉnh như xịn nha các bạn, cho đen đen. Tại mình không có thời gian nhậm ba cái dây đó các bạn. Chứ phải mình có nhậm dây được im quá các bạn ơi. Đợt hỏi mình nhậm ba lưới mà cả nhiên mình không có nhậm cùng dây này. Tại mình không có biết trước mình sẽ cắm này. Chà, trước này dính con nha các bạn. Mà mình cũng nói mấy bạn nghe nghe, tại từ xa mình nhìn thấy nó có máu nghe mấy bạn. Nên cái con này mình không quay cận cảnh được nha các bạn. Mấy cái con nào mà nó không dính có máu đi rồi mình quay cận cảnh mấy bạn xem ha. Ở trước này con hai con lần trước kia con nữa kìa, mà con này mình thấy nó dãy quá máu bạn, nên mình sợ YouTube nó không cho phép điều đó nghe mấy bạn. Thôi mấy bạn cho mình ngưng đây đi rồi mình xử lý nó xong cái mình đi tới con tiếp theo rồi mình test cho mấy bạn xem ha. Thì nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy được đàn con nè mấy bạn, nãy mới bước xuống đầu bờ được con nha bạn. Đây đó mấy bạn thấy rồi đó, rồi cho mình ngưng đây nghe mấy bạn. Rồi mình xử lý con cò này xong rồi mình móc mồi lại luôn nha các bạn. Còn đằng trước này con nữa rồi các bạn. Đây mình test thẳng luôn nha các bạn. Cắm này cũng dính cũng thấy ham lắm nha các bạn. Đó đó các bạn thấy nó dãy chưa. Đó 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 đó. Mà nói chung mình cũng không quay cận cảnh được nữa mấy bạn ơi. Mấy con này lậu này mình cắm dính đó là nó móc vô miệng nó là nó chảy máu nha các bạn, nên mình không có quay cận cảnh được, mấy bạn thông cảm giùm cho mình ha. Đó mấy bạn nhìn thấy không, để mình lên bờ đứng quay mấy bạn xem chơi luôn. Đó mấy bạn. Đó đó.
Vậy à các bạn thấy không? Giờ chắc dính được có ba con hả gì hả mấy bạn ơi. Sao nãy giờ không thấy nó nhảy nữa nha các bạn. Thì mình cắm mép bờ bên đó với mép bờ bên đây nha các bạn. Có khúc này đầu ngoài này nó dính được hai cần kế bên dính hai con luôn nè mấy bạn. Chắc nó xuống đầu ngoài này trước bởi nó dính đầu ngoài này trước nha mấy bạn. Đó mấy bạn. Đó thì nãy giờ thành quả mình được đây hai chú nha mấy bạn. Đó, hai chú. Hai chú còn ở đây một chú nữa là được ba chú. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng máy đây ha, mình xử lý nó rồi mình đi tới con nào nó có dính nữa mình test mấy bạn xem nha. Tại mình đi của mình ên nha mấy bạn. Mấy bạn thông cảm gì mình. Rồi mình xử lý con đó rồi đây dính con nữa nha mấy bạn. Con này con thứ tư nha mấy bạn. Đây. Đây là ba con mình bỏ vỏ này nha mấy bạn. Mình lấy cho mấy bạn xem. Đó, ba chú đó nha mấy bạn. Con đó nó nhảy sao mà tới chập đầu luôn mấy bạn, nhảy nó cà đâu không mấy bạn. Rồi. Một con. Hai con, ba con nha các bạn. Tại mình không dám quay cận cảnh nha các bạn cho nên nó có con nó cắn câu mấy bạn cái nó dính hơi có máu nha các bạn. Đây con nó con thứ tư nè mấy bạn. Đó mấy bạn nhìn nó đã không? Chỉ có một cái lưỡi câu với một cọng dây đó thôi nha các bạn, với kiếm cái cây mình đếm vô là mình kiếm mọi nhậu dư sức đó nha mấy bạn. Thì cái này mình cũng nói thiệt mấy bạn là mấy cái vuông cá này ha, là mình săn bắt kiểu này cũng nhiều năm nha mấy bạn, nhưng mà mấy cái vuông cá là cái gì nói chung gặp mình là phái lắm, tại người ta không muốn nó xuống ăn cá nè bạn, tại cá người ta ươm cá con như nè bạn, nó xuống nó ăn cá cho nên là mấy cậu chủ chổng đang cho cá ăn tuốt chổng nha bạn, hơi xa nên mấy bạn nhìn không rõ, là gặp mình là kêu mình làm hoài mà tại mình không có thời gian á mấy bạn, kêu bắt nó để nó xuống mương nó ăn cá quá đó mấy bạn. Đây con này nó không có máu nhiều nè bạn, con này không có bị. Đó, 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 mấy bạn nhìn thấy đã à, con này nuốt luôn nghe mấy bạn, nuốt tuốt trong luôn rồi. Con này gỡ thì bị khó nghe mấy bạn, có con thì nó móc như cái mỏ, nó móc cắn rồi nó dãy mấy bạn dính. Thì nó ít ấy, còn con này là ấy nhi. Đó, mấy bạn thấy đã à. Đó thì cần câu mình cũng cắm đơn giản nữa mấy bạn. Một chú còn nghe mấy bạn, là được bốn chú, thành quả là bốn chú nghe mấy bạn. Rồi mấy bạn cho mình tạm ngưng đây đi ha, rồi mình đi dài vô thử coi cái này sao mình hết thấy nhảy nha mấy bạn. Có dính nữa thì mình test lại cho mấy bạn xem ha, mình xử lý nó một cái mấy bạn ơi. Rồi xong xuôi á là mình cũng để như vậy móc mồi lại nha bạn, để tới trưa trưa coi nó có dính nữa không nha mấy bạn, nhưng mà chắc mình nghi nó dính buổi sáng nhiều hơn buổi trưa, tại buổi sáng nó đói nha mấy bạn. Dư phần nó thấy dính nhảy cần cần nè, mấy con kia nó nhìn thấy gọi là một hơi nó nhát nha bạn, nó cũng khôn lắm chứ không phải mà nó dính hoài nha mấy bạn. Ví dụ mình muốn cắm nữa mình phải đổi mương khác, mà nay bữa nay mình không có thời gian đổi được, mình để đại đây rồi mình móc màu lại mình để đó nha bạn. Thử ở đây tới chiều coi nó còn dính nữa không nha bạn. Nếu có dính nữa mình test lại cho mấy bạn xem, cho mình tạm ngưng đây luôn nha bạn. Rồi mình thăm xong mấy bạn ơi, nó không dính nữa mấy bạn ơi. Đó mấy bạn thấy có cô chủ đó bà kêu mình cắm đó bạn thấy không? Bà nói cắm giùm bà quá trời nó xuống năng kìa mấy bạn, thấy giờ nãy bay bầu trời nữa rồi đó. Lặng lặng nó muốn xuống nữa rồi đó nha bạn. Mà có cắm này mình cũng nói thiệt mấy bạn là chỉ dính cò xám thôi, cò trắng là tỷ lệ là không dính nha các bạn, dính yếu xìu à, nó dãy sức mồi hết nha các bạn. Nếu mấy bạn có test kiếm mồi nhậu chơi thì mấy bạn cắm mồi cá, chứ mà cắm cò xám á, gặp cò xám đâu mình cắm đó đó, chứ còn cò trắng không dính nha các bạn, mấy con xám trắng này nè mới dính nha mấy bạn. Đây thì thành quả mình cắm mười mấy hai chục câu nó cũng được là bốn con nha mấy bạn. Con này nó nuốt sâu quá, mình phải lấy cái cần câu về luôn mấy bạn ơi. Mình nhổ luôn cần câu đem về, mình xử lý, mình mằn nó rồi mình mới lấy cái lưỡi ra được mấy bạn ơi. Chứ mình không có lấy ra được là nó nuốt luôn rồi. Thì bốn chú nha các bạn nãy giờ đó nha các bạn. Đó, bốn chú. Đây, một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè. Mình không quay cận cảnh quá là mấy bạn biết sao nó hơi phản cảm mấy bạn. Cho nên mình sợ chính sách YouTube không cho phép nên mình không có quay nghe mấy bạn. Không quay cận cảnh quá, chỉ quay mấy bạn nhìn thấy được vậy hả. Tại nó ăn thông thường thì nó móc ngay cái miệng mấy bạn, cái nó hơi tươm máu ra đó mấy bạn. Nên mình không quay cận cảnh đó được, mấy bạn cũng thông cảm giùm. Thôi giờ mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Rồi một chút nữa, chừng tiếng, tiếng ngoài nữa mình có thăm nữa, có dính mình test cho mấy bạn xem ha. Rồi cho mình tạm ngưng đây mấy bạn. Rồi mình lên tới vùng hồi sáng mình đi thăm được bốn chú đó mấy bạn. Giờ này mình tiếp tục đi thăm nữa nha mấy bạn. Giờ này 2 tiếng mấy bạn ơi. Hôm nãy giờ mình về làm công chuyện này mình kiếm được mớ cá nữa nè mấy bạn. Đó được mớ cá này, trời hay nắng mình quay hay chói nha các bạn, mớ cá nhỏ nhỏ nha các bạn, để mình đi móc màu lại. Còn đây là khâu chuẩn bị mình nha các bạn, mấy con cò mình đem về để nhà nha các bạn, chút nữa là mình thăm có dính nữa về mình tổng kết cho mấy bạn xem luôn. Rồi
đang cần không dính mấy bạn ơi. Rồi. Không dính. Chà, đằng trước dính cò trắng hay gì mấy bạn ơi. Trời ơi, bữa nay vậy là hên rùa mấy bạn ơi. Đó giờ mình cắm ít dính cò trắng lắm mấy bạn. Năm nay mình mới cắm lại chuyến này là đầu tiên đó nghe các bạn, chứ mấy năm trước thì mình có cắm mà năm nay là mình chưa có cắm nha bạn, mới test bữa đầu tiên luôn đó mấy bạn. Đây dính cò trắng mấy bạn ơi. Thông thường này ít dính lắm nha các bạn. Cò trắng ít dính lắm nha. Cái này là hên rùa đó nghe các bạn, rồi chết luôn hết gì các bạn. Chết luôn mấy bạn ơi. Để mình rửa nó một cái đây có máu. Đây. Một chú cò trắng dính rồi chết luôn nha các bạn, tại vì nó ăn cái lưỡi câu rồi nó quắn quá nghẹt cổ nó hay diễn các bạn ơi. Rồi quắn nùi dây nè mấy bạn ơi. Bởi nghẹt thở nè mấy bạn ơi. Chứ cò trắng nó ít dính lắm nghe bạn, mình cắm mấy năm trước vậy. Lâu năm thi 10 thể 10 thời nó mới dính một con nha bạn, ít khi nào dính lắm. Này mình mới test con nãy dạng mới ăn nè. Chứ còn nó khôn lắm nghe bạn, cò trắng á, dính cò xám thì dính chứ cò trắng không dính nghe bạn. Rồi giờ mình ngưng máy đây nghe mấy bạn, tại mình đi của mình nên hà, rồi mình xử lý nó xong xuôi rồi mình đi dài vô mình thăm, nếu có dính mình test mấy bạn xem. Mà sao mình nhìn nó cũng không im ghê bạn, không thấy con nào nhảy chân lưng cưng chân mấy bạn, bổ nhát luôn hả gì mấy bạn. Nó khôn lắm nghe bạn, mình cấm mà thấy dính nhảy nhảy một hai con là đậu nhát đó nghe bạn. Rồi mấy bạn cho mình tạm ngưng đây ha. Thôi nãy giờ nó cũng đi lên tới đầu bờ ngang này mấy bạn, cho khúc dính là sáng nè bạn, mà nó không dính nha các bạn. Rồi mình test thẳng tới trước này thấy như có dính một con nhảy lận cận nha các bạn. Đây một cần không dính nữa nghe các bạn. Cái này đường hơi khó đi mấy bạn, có xem cũng thông cảm giùm mình ha, chứ trời nắng quá mấy bạn ơi. Tại sáng mình đi thăm cử hết 7 giờ, giờ tới 9 giờ mấy 10 giờ mình mới đi cử nữa nghe các bạn. Rồi chiều cái mấy mình mới đi nữa. Chiều mình đi móc màu lại nữa. Đây, đây dính một con trước bạn đó. Đó nghe cái đó mấy bạn nghe không? Có dính là nhảy gì đó nghe các bạn, cận cận gì nè à mấy bạn. Nãy còn cò trắng nghe các bạn, mã chết ngắt nghe các bạn. Đây trắng chết bỏ trong vỏ nè các bạn, nắng tối quá mấy bạn chắc khó như tha xem dưới nhìn thấy dữ nha, quá nắng mấy bạn ơi. Ở đây mình đi giữa đồng nội nè các bạn, nắng nè bạn, thấy nắng đủ lửa. Đây đó, một chú nữa đó nghe mấy bạn. Nãy giờ chú này là đi thăm cửa này mới chú thứ hai nghe các bạn, làm như nó nhát rồi mấy bạn ơi, nó dính yếu lại rồi. Sáng thì cử sáng thì mấy bạn cũng đã thấy ra được 4 chú. Còn cử này nó có 2 chú à, chú cò trắng với chú này. Mà mình nói mấy bạn nghe, cò trắng tại mình hên rùa mình mấy dính đó nghe bạn, chứ mày thôi không có dính đâu nghe bạn. Cò trắng khó dính lắm nghe bạn. Dính dính cò xám này nè bạn, cò xám cánh trắng này nè, chứ còn cò trắng nó khôn dữ lắm, khó mình khó bắt được nó lắm. Con đó nãy tại nó đói mồi hay sao nó mới dính đó, mà dính gõ quậy quá trời quậy quậy tết luôn đó mấy bạn thấy không? Chứ còn cò trắng là nó khôn, nó lại nó mổ cục màu nó dễ 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 là sức mồi nha bạn, sức mồi là còn lưỡi câu không đó. Còn có cò xám này nè, cò xám này nó có con nó nuốt, có con nó cũng dễ nha bạn, nó cũng khôn lắm. Mình cắm mình thì biết ý nó, mình dễ cắm dính nó, còn không biết ý thấy chơi cũng cắm nó dễ sức mồi hết đó nha bạn. Nó cũng ăn gì mà dễ sức mồi, mấy bạn thấy nãy nguyên dọc mồi mình mấy chục cân đó, gần 20 cân đó, 17 cân đó mà nó dễ sức hết mấy cục đó, cả chục cân đó mấy bạn. Nó dính được có 4 con đó, còn nhiêu dãy sức màu không à, khôn quá. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây ha, mình đi tới cần nào có dính mình test mấy bạn xem. Còn nếu không thì mình về tới nhà rồi mình tổng kết hồi sáng 4 chú dưới đây 2 chú cho mấy bạn xem luôn. Rồi, nó dính có 2 con nữa mấy bạn ơi, nên thăm cử thứ 2 dính 2 con à. Dính cử buổi sáng nha bạn, là thành quả bữa nay mình được 6 chú buổi sáng này nghe mấy bạn. Giờ này cũng 10 giờ mấy bạn ơi, 10 giờ mấy rồi. Thì được 6 em, một em cò trắng với 5 em cò xám nha mấy bạn. Cử sao dính có 2 chú mà chết hết con, cò trắng dãy quá chết mấy bạn ơi. Nó dãy nó hơi có đốm máu nên hơi phản cảm, mình không có quay cận cảnh mấy bạn xem được nha. Thì còn mấy con này mấy bạn biết sao mình nhổ luôn câu không, nó nuốt quá trời sâu nha bạn, để mặn thịt nó xong rồi mới lấy câu ra được nha bạn. Đây hồi sáng con giờ con nữa mà. Bạn thấy đã không, sau một buổi mình đánh câu này là hiệu quả được 6 chú nghe mấy bạn. Này là xỉn mồi luôn nghe mấy bạn. Này chuẩn bị mồi mình ăn Noel luôn nghe mấy bạn. Đó, con cò trắng to nghe bạn. Trắng này cỡ 400 gram nửa ký nghe bạn. Còn mấy con cò xám này cỡ 300 ngoài gram mấy bạn ơi. Đó, thành quả của mình là được nhiêu đó nghe mấy bạn. Thì còn cái câu đó thì chiều mình cũng đi thăm nữa nghe mấy bạn, nhưng mà có cái chiều để mình coi có dính không mình test lại, còn nếu không thôi mấy bạn ơi tạm ngưng tới đây đi, tại vì được mình xử lý nó mình màng thịt nó luôn mấy bạn ơi, chứ còn để
tới chiều nữa thì nó dồn lỡ dính nhiều quá mà không sể nữa không. Mấy bạn có nghe hơi ồn mấy bạn thông cảm giùm ha, tại gần nhà mình có cái máy nó đang bơm cát đó mấy bạn, nên mấy bạn nghe hơi ồn mấy bạn thông cảm giùm, như nãy mình đi ngoài bờ con mình nữa bạn, mình đi nó hơi giật giật màn hình nữa nghe các bạn, chứ trời nắng quá. Còn về đây về trời mát mình quay đẹp nè mấy bạn đó, bạn nhìn thấy đã không. Rồi mấy bạn cũng cho mình kết thúc clip đây nghe các bạn. Nếu mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like một chia sẻ để ủng hộ anh em mình có tinh thần làm những clip tiếp theo luôn nha mấy bạn. Rồi thôi mình máy bay mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.